Chào mừng các bạn đến với Manga Anime Official. Mình là Shin và đây là chuyên mục tóm tắt Manga Anime, nơi một mình cho các bạn điểm nhanh qua về nội dung của những bộ anime đặc sắc. Nhân dịp Manga Bleach Huyết Chiến Ngàn Năm đang ra mắt và trong lúc chờ đợi các tập tiếp theo trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình đến với part 3 của series tóm tắt Bleach nhé. Lưu ý, video này có chứa nội dung chưa xuất hiện trong anime. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Đội 4 đang rất vất vả để tìm kiếm tất cả những người bị thương và đưa họ đi điều trị. Dù rất muốn tham chiến, nhưng nghe theo mệnh lệnh cuối cùng của đại đội trưởng Yamamoto, bọn họ vẫn cố thủ ở lại tòa nhà ấy. Ichigo trong khi đó biết rằng Urahara, Sado và Inoue vẫn an toàn. Ngoài ra thì Renji và Rukia cũng đã được điều trị. Tại thời điểm này, một sứ giả đến nói với Ichigo rằng đội trưởng Kurosuchi muốn gặp anh ấy để nói về trảm hồn đào của Ichigo. Bên trong doanh trại của đội 1, các đội trưởng còn lại trừ Unohana, Byakuya, Kenpachi, Kyoraku và Kurotuchi được tập trung trước phần còn lại của thanh Ryojinjaka. Ukitake nói rằng cơ thể của đại đội trưởng có lẽ đã bị kẻ thù tiêu diệt và tất cả các đội trưởng đều bày tỏ sự buồn bã. Một người đưa tin đến và báo rằng Byakuya và Kenpachi đã sống sót nhưng họ có thể sẽ không trở lại làm đội trưởng được nữa. Khi mà các đội trưởng mất kiểm soát cảm xúc và cãi nhau, đội trưởng Kyoraku bước vào và yêu cầu kết thúc cuộc tranh luận. Một số đội trưởng tập trung bên ngoài để chờ sự xuất hiện của đội cận vệ hoàng gia. Trong khi đó, Ichigo tranh luận với Mayuri về việc không thể sửa chữa Tensa Zangetsu. Cuộc thảo luận của họ bị gián đoạn khi một con to lớn vạm vỡ đột ngột va chạm với Ichigo. Đột nhiên, Mayuri nhận được một tin nhắn qua tai nghe của mình. Anh thông báo với Ichigo rằng đội số 0 đã đến và tất cả sẽ ra ngoài để gặp họ. Sunsui giải thích với Ichigo rằng đội số 0 thường cư trú trong cung điện của Linh Vương, thứ ở trên bầu trời của linh hồn giới. Một cây cột lớn từ trên trời rơi xuống và đập xuống trước mắt họ. Đây là phương tiện di chuyển ưa thích của đội số 0. Sunsui giải thích thêm rằng đội số 0 chỉ bao gồm 5 thành viên, tất cả đều là những cựu đội trưởng cũ với sức mạnh tổng hợp vượt trội hơn toàn bộ Gotse 13 gộp lại. Ngay khi vừa xuất hiện, đội số 0, hai đội cận vệ hoàng gia đã gây ấn tượng với sự năng động của họ. Khi mà các thành viên của đội 0 ôn lại kỷ niệm về các thần chết của Gotse 13, Hyosube Ichibe đã cắt ngang, nói rằng họ đã đến theo ý muốn của Linh Vương để xây dựng lại Gotse 13, nhưng nhiệm vụ đầu tiên chính là hộ tống Ichigo đến cung điện hoàng gia trước. Sutara Senzumaru đến với những quả cầu lớn chứa Tensa Zangetsu bị hỏng, Byakuya, Renji và Rukia, nói rằng Byakuya sẽ chết nếu ở lại Tịnh Linh Đình. Ichigo hỏi tại sao anh ta cần phải đi cùng, vì vết thương của anh ấy gần như không đáng kể và anh cũng có những việc khác cần quan tâm. Hyosube nói với Ichigo rằng lý do mà họ cần đưa anh đi khác với những người kia. Đột nhiên, một giọng nói lớn vang lên, nói rằng thật may mắn khi tất cả mọi người đều ở bên nhau. Thông qua con, Urahara, Orihime và Sado trò chuyện với mọi người. Họ bị cắt ngang bởi một giọng nói bị Ichigo nhận ra, nhưng Urahara trấn an Ichigo rằng anh ta đã sắp xếp để đảm bảo rằng người đó sẽ không làm phiền ai. Sau khi biết rằng có thể rèn một thanh trảm hồn đao giống như bản gốc trong Linh Vương Cung, Ichigo đã đồng ý theo đội không tới cung điện. Họ đưa Tenchiren đến nhà của Kukaku. Tại đây, Hyosube giải thích rằng họ cần sử dụng khẩu pháo của cô ấy để trở về Linh Vương Cung vì Tenchiren không thể tự quay trở lại. Sau khi Ichigo và đội cận vệ hoàng gia được đưa đến cung điện, Ganzu, Tsukijima, Hiriko và Ginzo xuất hiện. Kết quả từ việc cô ấy đã cứu họ khỏi lưu hồn nhai. Sau đó không lâu, Ichigo và đội cận vệ hoàng gia đến Linh Vương Cung. Sau khi Kiryu giải thích cách bố trí của Linh Vương Cung cho Ichigo, anh được đưa đến lãnh địa của Tenjiro. Trong khi đó, anh được chữa lành trong suối nước nóng cùng với Byakuya, Rukia và Renji khi Tenjiro giải thích về phương pháp chữa bệnh của mình. Cùng lúc đó thì Sunsui nhận được một lá thư thông báo rằng anh ấy sẽ trở thành đội trưởng mới của đội 1 và cũng là tổng đội trưởng của Gotse 13. Sau một khoảng thời gian điều trị dưới suối nước nóng, Ichigo đã hoàn toàn bình phục và sẽ được gửi đến cung điện tiếp theo cùng với Renji. Ở trung tâm 46, Sunsui đã thuyết phục thành công việc bổ nhiệm Nanao và Genshiro Okikiba làm đồng đội phó của mình. Anh ta đề xuất huấn luyện đội trưởng Kenpachi nghệ thuật giết người, gây ra phản ứng tiêu cực mạnh mẽ từ các thành viên của trung tâm 46, những người sợ rằng họ sẽ không thể ngăn cản anh ta nếu anh ta nổi dậy. Nhưng cuối cùng thì Sunsui cũng thuyết phục thành công với điều kiện là Unohana Yachiru, Kenpachi đầu tiên sẽ huấn luyện anh ta. Cùng lúc đó, Renji và Ichigo rơi xuống cung điện của Hikifune Kiryu. Sau khi Kiryu chào đón họ, cô ấy chuẩn bị một bữa tiệc để họ dùng bữa. Và sau một khoảng thời gian, Kiryu trở lại với món tráng miệng, lúc này thì body đã gầy đi rất nhiều.
Kirill nói với họ rằng các thành viên của đội cận vệ hoàng gia đều đã đóng góp một điều gì đó quan trọng vào lịch sử của linh hồn giới và được công nhận bởi linh vương. Kirill chịu trách nhiệm về việc tạo ra linh hồn nhân tạo và cô ấy đã sử dụng các nguyên tắc tương tự để tăng cường sức mạnh cho linh lực của họ thông qua thức ăn. Và ở cung điện tiếp theo, bộ đôi của chúng ta sẽ gặp Nimaya Otetsu, người đã tạo ra chảm hồn đao. Họ được chào đón nồng nhiệt bởi Oetsu, người tự nhận mình là người sáng tạo chảm hồn đao số 1. Anh ta đưa họ đến một tòa nhà, chào đón một cách rất trang trọng, nhưng hóa ra đó chỉ là một trò đùa. Cung điện của anh ta thực chất là một túp lều bên rìa vách núi. Ichigo và Renji bước vào trong, ngã một đoạn ngắn. Otetsu nói với họ rằng họ chính là những Shinigami duy nhất ở đó, và những người khác thực sự chính là chảm hồn đao. Anh ta phá vỡ chảm hồn đao của Renji, nói rằng một chảm hồn đao không được yêu thích thì sẽ dễ dàng tan vỡ. Khi cả hai bắt đầu nhận thấy những sinh vật xung quanh họ, Oetsu nói rằng cơn thịnh nộ của chảm hồn đao đang ở xung quanh họ và nếu họ có thể thoát ra và còn sống, anh ta sẽ tái tạo lại lưỡi kiếm cho họ. Và cuộc đọ sức giữa Ichigo, Renji và các chảm hồn đao vô danh, Asauchi bắt đầu. Asauchi là thanh kiếm mà mọi thành viên của Gotei 13 được tặng khi tốt nghiệp học viện Shino và theo thời gian, linh lực của người sử dụng được truyền vào thanh kiếm, sau đó tạo ra chảm hồn đao cá nhân của mỗi người. Trong khi đó, ở tầng thấp nhất của nhà tù ngầm trung tâm, Muken, Zaraki Kenpachi và Unohana bước vào một không gian hang động tối tăm. Unohana giải thích rằng đây là nơi duy nhất cô và Kenpachi có thể tự do chiến đấu. Cả hai nhìn nhau và nhớ lại về vết sẹo năm xưa họ có được từ trận chiến đầu tiên giữa hai người. Thực chất trước đây, Unohana là đội trưởng đội 11, nổi tiếng vì sự thông thạo các loại kiếm và trường phái kiếm thuật khác nhau, lấy tên là Yachiru. Zaraki và Unohana đụng độ, một trong hai người sẽ chết là điều không thể tránh khỏi. Trở lại Muken, cả hai nhảy về phía nhau và cuộc chiến bắt đầu. Zaraki đã tháo băng bịt mắt phong ấn sức mạnh của mình từ trước khi chiến đấu và cả hai lao vào nhau trao đổi chiêu thức, không ai chịu thua ai cả. Rồi sau đó Unohana chiếm lợi thế và đâm kiếm vào cổ họng của đối thủ. Zaraki nhận ra rằng bây giờ anh ta đang chiến đấu theo phản xạ thay vì phản ứng với thanh kiếm như trước. Anh ta cứ chiến đấu rồi lại bất tỉnh trong tích tắc, rồi mỗi khi tỉnh lại, anh ta lại như được tái sinh. Trong suy nghĩ của mình, Unohana nhận xét rằng Zaraki có lẽ đã không nhận ra rằng anh ta đang kiềm chế sức chiến đấu của mình đến cùng cực. Cô yếu hơn anh ta và anh ta phải kiềm chế sức mạnh của mình để làm cho cuộc chiến kéo dài hơn vì anh ta sơ mất đi cơ hội duy nhất để tận hưởng một cuộc chiến. Nhưng khi Zaraki chiến đấu nhiều hơn và càng gần đến bờ vực cái chết, anh ta càng giải phóng xiềng xích của mình. Hóa ra, chính Unohana cũng đã từng như vậy. Cô học cách tự chữa lành bản thân để có thể tận hưởng trận chiến mãi mãi và cuối cùng lại thông thạo phép chữa lành nhất cô thêm 13 lúc nào không hay. Sau cùng, Zaraki đâm qua ngực cô bằng chạp hồn đao của anh ta và chính thức kế thừa cái tên Kenpachi. Zaraki tuyệt vọng trước việc Unohana sắp chết, trong khi đó cô ấy rất vui khi có thể chết để hoàn thành mục đích của mình. Zaraki bắt đầu nghe thấy một giọng nói, đó chính là khi chạm hồn đao của anh bắt đầu cho anh biết tên của nó. Trong khi đó thì tại Linh Vương Cung, Renji đã vượt qua bài kiểm tra, tuy nhiên Ichigo thì lại thất bại. Dù Ichigo khẳng định rằng anh vẫn có thể vượt qua bài kiểm tra, nhưng Nimaya nói với anh rằng Asauchi đã không chọn anh và không có ích gì để tiếp tục cả. Anh ta mở một con đường về nhà cho Ichigo và bảo anh ấy đừng quay trở lại linh hồn giới, vì đây là nơi dành cho Shinigami chứ không phải là con người, những người không có chảm hồn đao. Anh ta nói rằng Ichigo cần phải tìm hiểu về cội nguồn của mình, ngay cả khi anh ta không bao giờ quay trở lại. Ichigo quay trở lại nhân giới và thấy rằng cơ thể của mình đã được chuyển đến cửa hàng Urahara. Không thể đối mặt với cha mình, Ichigo đi lang thang trong mưa cho đến khi anh đến nhà của Ikumi. Khi mà cô ấy đang an ủi anh thì một khách hàng bất ngờ xen ngang. Hóa ra chính là Isin, cha của Ichigo, lúc này đang mặc đồng phục của Shinigami, mặc dù Ikumi không thể nhìn thấy ông ấy. Ichigo cảm ơn Ikumi và rời đi để quên huy hiệu Shinigami thay thế của mình. Khi họ về đến nhà, Isin cố gắng làm dịu tâm trạng của Ichigo. Ông biết về việc bankai của Ichigo bị phá hủy và đội cận vệ hoàng gia đã xuất hiện. Isin nói rằng đã đến lúc nói với Ichigo về mẹ của mình. Chi tiết về quá khứ của cha mẹ Ichigo thì mình sẽ để ở một video riêng và sẽ được ra mắt nhanh thôi sau video này. Khi mà sức mạnh Shinigami và Hollow của Ichigo đã được đánh thức, điều này đã đánh thức lại sức mạnh của chính Isin. Và thực chất, lý do thực sự mà mẹ của Ichigo chết đi không phải như những gì mà anh đã nghĩ từ trước đến nay. Isin tiết lộ với Ichigo rằng Quincy có một khả năng đặc biệt được gọi là Blood, cho phép họ truyền linh lực vào trong mạch máu của mình. Đó là kỹ năng mà chỉ có Quincy thuần huyết mới có từ khi sinh ra. Masaki là một Quincy thần chủng và đương nhiên là có khả năng này. Khi mà Grand Fisher tấn công Masaki, Isin đang ở nhà và anh ấy cảm nhận được linh lực của cả hai
nhưng vì không có khả năng Shinigami của mình nên ông cũng không thể làm bất cứ điều gì. Isshin biết rằng Masaki sẽ không gặp bất lợi nhờ vào khả năng Black của cô ấy và lẽ ra phải đánh bại tên Hollow mà không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra và cô ấy đã chết. Thậm chí là cả mẹ của Uryu, một Quincy hỗn tạp. Cách đây 9 năm, vào ngày 17 tháng 6, cô ấy bất tỉnh và qua đời 3 tháng sau đó. Tất cả là do Ausvalen của Johabek. Để lấy lại sức mạnh của mình, hắn ta đã đánh cắp sức mạnh từ Quincy mang dòng máu hỗn tạp và biến nó thành của riêng mình. Và đó là lý do vì sao mà Katagiri đã chết và Masaki thì cũng mất đi sức mạnh của mình trong trận chiến với Grand Fisher. Ishii cũng tiết lộ với Ichigo rằng hắn ta là người đã tạo ra Quincy nên hắn có khả năng làm như vậy. Kết thúc cuộc trò chuyện, Ichigo bước ra khỏi nhà và nhận ra Ikumi, nhận lại món đồ đã để quên và rời đi. Tại cung điện của Vanderek, Zugram Hasvat đến cùng với Uryu, người cũng đang mặc bộ đồng phục của Vanderek. Zuhabek yêu cầu anh ta chiến đấu cùng mình. Uryu không nói gì cho đến khi Zuhabek gọi anh ta là con trai của mình. Ichigo bắt đầu hành trình trở về Linh Vương Cung và xuất hiện trở lại trong căn phòng mà anh đã ở trước đó với Renji và các Asauchi. Ngay sau đó, anh chọn lấy một Asauchi của mình và Oetsu chấp nhận đích thân ông sẽ rèn cho anh một thanh kiếm. Trong khi đó, tại doanh trại của đội 10, các thành viên đang luyện tập kiếm thuật của mình để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới với Vanderek. Bên ngoài Tịnh Linh Đình, Suhei, Kensei và Mashiro cũng bắt đầu luyện tập. Trong khi đó, Iba đứng bên ngoài một hang động với đội trưởng Komamura ở bên trong, kính cẩn chào một con chó lớn. Nó nói với Komamura rằng anh ta phải có gan lắm thì mới dám quay lại đây. Komamura đối mặt với ông cố của mình và yêu cầu được học bí kíp của gia tộc. Ông cố của anh nói rằng cuộc xung đột của Quincy không có liên quan gì đến gia tộc anh. Komamura không đồng ý và một trận chiến bắt đầu. Trong khi đó, đội trưởng của đội 2 là Soifon cũng đã bỏ đội phó của mình lại phía sau khi cô hoàn thành khóa huấn luyện nghiêm ngặt trên đỉnh của một núi đá. Trong lãnh địa của mình, Oetsu đưa Ichigo tới khu vực mà ông rèn chảm hồn đao. Ông triệu tập những người giúp đỡ mình và chuẩn bị rèn cho Ichigo một chảm hồn đao mới. Trong khi cả nhóm bắt đầu rèn thanh kiếm mới từ Asauchi, Oetsu hỏi Ichigo liệu anh có nhận thấy điều gì đó khi tiếp xúc với linh hồn của Asauchi hay không. Anh ấy nói rằng nó giống với Hollow ở bên trong của anh ấy, bởi vì nó là Hollow bên trong anh và Hollow trên thực tế cũng chính là chảm hồn đao của anh. Hollow này được gọi là White, được tạo ra bởi Aizen từ linh hồn của nhiều Shinigami. Hollow hợp nhất với sức mạnh của Shinigami và trở thành chảm hồn đao của Ichigo. Ngoài ra, thực thể mà Ichigo biết là Zangetsu đang giả vờ là sức mạnh Shinigami của anh. Thực ra đó không phải là chảm hồn đao của anh, mà là nguồn gốc của sức mạnh Quincy của anh, có ngoại hình như một phiên bản trẻ hơn của Zuhabek từ 1.000 năm trước. Cuối cùng, Ichigo quyết định rằng bất chấp đó có là kẻ mạo danh, cả anh và Hollow bên trong cũng vẫn đều là Zangetsu. Trong khi người thợ rèn tiếp tục rèn nên chảm hồn đao, Ichigo đột ngột nắm lấy thanh kiếm trong khi nó vẫn còn đang ở trong ngọn lửa, khiến các trợ lý của Oetsu bất ngờ. Thanh kiếm đã được hoàn thành và khi mà Ichigo kéo thanh chảm hồn đao ra, anh giải phóng một làn sóng linh lực khổng lồ làm bốc hơi phần lớn nước biển xung quanh cung điện. Ichigo nhìn xuống Zangetsu mới, bây giờ là một cặp song kiếm với một thanh lớn hơn thanh còn lại. Trong khi đó, tại trụ sở của Vanderek, các Stenritter được tập hợp trước hoàng đế của họ. Zuhabek đứng trước họ, thông báo rằng Ishida Uryu sẽ là người kế vị của hắn ta. Nhiều người trong số các Stenritter phẫn nộ khi Zuhabek chọn một người lạ làm lãnh đạo tương lai của họ và họ yêu cầu Zuhabek xem xét lại quyết định của mình. Sau khi nhóm giải tán, các cuộc tranh luận nổ ra giữa một số Stenritter, đặc biệt là Basby, vì họ đều đã đoán trước và chấp nhận rằng Zugram Hasvat là người phù hợp nhất để trở thành kế nhiệm của Zuhabek. Basby tranh cãi với Hasvat về việc ai mới xứng đáng trở thành người kế nhiệm. Stenritter mang ký tự D, Askin Natleva xen vào, mỉa mai rằng cả hai đều khá bình tĩnh, tuy nhiên sau đó vẫn cho rằng Hasvat chính là vị vua tiếp theo của mình. Trong khi đó, trong phòng ngai vàng của Zuhabek, Uryu đang uống một thứ gì đó. Zuhabek tuyên bố rằng khi anh ta uống xong, buổi lễ sẽ kết thúc và sức mạnh của anh ta sẽ sớm thức tỉnh. Sau đó hắn ban cho Ishida một ký tự, cho phép anh ta mang ký tự A giống như của chính hắn. Uryu hỏi Zuhabek tại sao lại chọn anh làm người kế vị khi biến một người vừa xuất hiện đột ngột làm người kế nhiệm sẽ chỉ tạo ra xích mích trong đội quân của hắn ta. Zuhabek nói rằng 9 năm trước trong Ausvalen, tất cả các Quincy có dòng máu hỗn tạp đều đã bị thanh trừng, trừ Uryu, và đây là lý do tại sao mà anh ta được phong làm người kế nhiệm. Trong khi đó, tại Huoikomundo, Orihime và Sado tới với một nhiệm vụ bí ẩn. Urahara rất vui khi thấy mọi người đã đến nơi an toàn và nói với họ rằng giai đoạn tiếp theo của thủ tục sẽ mất một khoảng thời gian.
Trong khi đó, Renji và Rukia nhìn nhau chằm chằm. Họ đang luyện tập tại nơi có nồng độ linh tử trong bầu không khí dày đặc đến bất thường, khiến họ có cảm giác như là đang di chuyển trong nước. Ngay sau đó, Byakuya cũng đã hồi phục. Trong khi đó thì Shinji cố gắng thuyết phục Hiyori thực hiện một nhiệm vụ cho mình. Ở những nơi khác, những người bạn của Ichigo thắc mắc về tung tích của anh, Sado, Orihime và Uryu. Đó cũng là lúc mà Sosui đến và chào đón họ, nói rằng có lẽ là lúc bọn họ phải chia tay với Ichigo. Sosui nói rằng chắc chắn Ichigo sẽ trở lại, nhưng anh lo lắng về sức mạnh của Ichigo khi đó có thể sẽ ảnh hưởng đến nhân giới. Sosui cũng nói rằng đó chỉ là một khả năng rất khó xảy ra và trao cho bạn bè của Ichigo những tấm vé để họ có thể đến thăm anh ấy ở linh hồn giới nếu mà Ichigo ở lại đó. Trong khi đó ở Uekomundo, Orihime tiết lộ về Sado rằng cô ấy chỉ đang nghĩ về cảm giác yên bình khi mà họ giúp cho Araka và Shinigami. Cô ước hòa bình này có thể tồn tại mãi mãi, không có trận chiến nào thực sự bắt đầu. Trong linh hồn giới, bóng tối bao trùm mái vòm xung quanh tịnh linh đình để lộ những tòa nhà phủ băng khi mà nó mọc lên. Khi mà các Shinigami tự hỏi điều gì đang xảy ra, các công cụ trong SRDI trở nên điên loạn trước khi Akon nói rằng tịnh linh đình đã biến mất. Nói rằng cuộc xâm lược đã thành công, Juhabak hỏi Uryu liệu anh ta có biết về Kaiser Geisang hay không. Khi Uryu xác nhận điều này và kể lại truyền thuyết, Juhabak tiết lộ có một câu khác trong bài hát này. Sau 9 ngày, vị vua bị phong ấn sẽ lấy lại thế giới. Nói với Uryu và Hasvat hãy cùng xuất phát, Juhabak nói rằng thế giới sẽ kết thúc sau 9 ngày nữa. Và vừa rồi chính là part 3 của series tóm tắt manga Bleach Huyết Chiến Ngàn Năm mà chúng mình đưa đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại một like, share và một subscribe cho Manga Demon Official. Chúng mình ra được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai. Và cũng bởi vì nó miễn phí mà. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!